Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Nổ súng gần điện Kremlin, Chechnya bị nghi ngờ đứng sau vụ việc. Nổ lớn bên trong căn cứ quân sự Nga ở tỉnh Bryansk. Nga thông qua việc ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Iran. Quan chức Mỹ khuyên Kiev tổ chức tái bầu cử, nối lại đàm phán với Moscow. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tờ lenta của Nga vừa qua đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra gần Điện Kremlin tại thủ đô Moscow của Nga, khiến ít nhất hai người tử vong, 7 người bị thương, trong đó có hai nhân viên thực thi pháp luật và hàng chục người bị bắt giữ. Hãng tin RBC của Nga cho biết, vụ nổ súng được ghi nhận tại khu trung tâm thương mại Romanov Devor ở trung tâm Moscow, cách Điện Kremlin không xa. Đây là nơi đặt một trong số các trụ sở của tập đoàn bán lẻ thương mại điện tử Oibris, được ví như đế chế Amazon của Nga nữ doanh nhân người Nga gốc Triều Tiên, Tatiana Bakanchuk, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành, CEO, Oiberis, mạng lưới thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, được tạp chí xếp hạng uy tín Forbes, đưa vào danh sách các tỷ phú từ năm 2019, trở thành nữ tỷ phú gốc Á đầu tiên ở Liên bang Nga. Bà hiện là tỷ phú giàu nhất nước Nga với khối tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la Mỹ và được ví như Jack Ma của xứ sở Bạch Dương. Vụ nổ súng đã khiến hai nhân viên bảo vệ của Iceberry thiệt mạng và một số người bị thương. Theo Lenta, trong danh sách người bị thương có các võ sĩ MMA, võ tổng hợp Bakar, Mestoyev, Uma Chizayev và Rasid Kozhev. Chizayev là nhà vô địch thế giới môn Taekwondo, còn Mestoyev là nhà vô địch của Nga ở mọi thể loại Karate và là á quân châu Âu ở môn Karate. Không lâu sau sự việc, trang tin dialog.ua của Ukraine bất ngờ đăng tải bài viết với tiêu đề quân của lãnh đạo Chechnya Kadyrov vừa nổ súng gần điện Kremlin, kiểm soát trụ sở của Iberis. Theo trang tin này, các tay súng Chechnya đã tấn công vào trụ sở của Iberis ở Moscow. Đáng lưu ý, họ không chỉ tấn công một trụ sở của Iberis, mà còn nhắm vào trụ sở của tập đoàn này tại nhiều điểm khác nhau ở Moscow. Đáng lưu ý, trang tin của Ukraine nói rằng nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov có quen biết với ông Vladislav Bakanchuk chồng của bà Tatyana Bakanchuk. Do tranh chấp giữa hai vợ chồng, ông Vladislav đã nhờ ông Kadyrov giúp đỡ. Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dialog.ua viết Các chiến binh của ông Kadyrov đã giảm dựng một cuộc đột kích sử dụng vũ khí ngay tại trung tâm Moscow, không xa văn phòng của ông Putin. Tờ Lenta cho biết nguyên nhân của vụ nổ súng chưa được xác định chính xác bởi ông Vladislav và bà Tatiana đang đưa ra lời khai khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin do truyền thông Nga đăng tải không đề cập tới sự xuất hiện của các tay súng Chechnya. Hãng tin ABC cho biết, Ủy ban điều tra IC của Nga đã mở vụ án hình sự liên quan tới vụ việc với các cáo buộc giết người, cố ý giết người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Tổng cộng, 30 người đã bị bắt giữ. Trung tâm thương mại Romanov-Devor hiện đang bị phong tỏa tạm thời. Theo truyền thông Ukraine, vụ tập kích nhằm vào căn cứ quân sự Nga gần làng Pochep thuộc tỉnh biên giới Bryansk đã khiến một tòa nhà tại đó bị phá hủy. Đoạn video được trang mail in ua của Ukraine trích dẫn cho thấy hai binh sĩ đứng trong khuôn viên căn cứ quân sự Nga bất chợt nghe thấy tiếng động cơ máy bay phản lực. Chỉ vài giây sau, một vật thể từ trên trời lao thẳng xuống tòa nhà gần nơi hai người binh sĩ đứng và phát nổ, buộc họ phải tháo chạy ra khỏi đó toàn bộ vụ nổ được điện thoại của một trong hai người trên quay lại theo tọa độ do mil. in.ua cung cấp căn cứ quân sự nga bị tập kích trong đoạn video nằm cách làm pochep thuộc tỉnh Bryansk khoảng 9 km về phía nam mil. in.ua cho biết có khả năng loại vũ khí phía ukraine sử dụng lần này là palianisia một hệ thống tên lửa drone mới được lực lượng vũ trang kiev đưa vào biên chế palianisia được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, còn được gọi là tên lửa không người lái, missile drone. Palianisia được phóng từ một bệ phóng trên mặt đất và có động cơ phản lực. Chi phí của Palianisia thấp hơn đáng kể so với các tên lửa tương tự. Theo dữ liệu sơ bộ, tốc độ của Palianisia có thể đạt tới 500 km h khiến nó trở thành một loại vũ khí khó có thể bị đánh chặn. Nhờ tốc độ cao như vậy, Palianisia có thể hoạt động ở khoảng cách xa và làm phức tạp việc đánh chặn của các hệ thống phòng không. Ông Mikhail Fedorov, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới, giáo dục, khoa học và phát triển công nghệ, kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine nhận định, tên lửa lai máy bay không người lái, gọi tắt là tên lửa UAV, tầm xa Palianitsia do Ukraine sản xuất, sẽ là vũ khí thay đổi cục diện xung đột. Quan chức của Ukraine cho biết, giá của mỗi tên lửa UAV này chưa đến 1 triệu đô la Mỹ. Ông Mikhail Fedorov tuyên bố đã tham gia vào dự án phát triển Palianitsia từ năm 2022. Một trong những chuyên gia chế tạo vũ khí tầm xa này cũng cho biết đây là một sự phát triển hoàn toàn mới từ con số 0. Hiện tại, Ukraine tìm kiếm các nhà sản xuất tư nhân với mục tiêu làm giảm chi phí sản xuất cho mỗi quả tên lửa. Trong một đoạn video giới thiệu, Ukraine tuyên bố hàng chục sân bay quân sự của Nga nằm trong phạm vi tấn công của Palianitsia. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tổ chức hữu quan khác của nước này về việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Iran. Trong lệnh, Tổng thống Putin cũng cho phép Bộ Ngoại giao Nga tiến hành những sửa đổi không mang tính nguyên tắc trong quá trình đàm phán ký kết, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận ở cấp cao nhất là phù hợp. Đầu tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Nga và Iran đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo truyền thông Nga và Iran, thỏa thuận này sẽ được ký kết khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới. Trong cuộc gặp với thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Tehran, Iran vừa qua, Tổng thống Pezeshkian nhận định việc tăng cường hợp tác giữa Iran và Nga sẽ giúp giảm bớt áp lực các lệnh trừng phạt đối với hai nước các chuyên gia của Nga cũng cho rằng việc hai bên ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy việc xuất khẩu lao động Iran sang Nga. Trong diễn biến liên quan, ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định các biện pháp trừng phạt mà Mỹ cùng ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức ban bố chống lại Tehran với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng ở Ukraine là các công cụ thất bại. Theo ngoại trưởng Iran, Tehran trên thực tế chưa chuyển giao bất cứ tên lửa đạn đạo nào cho Nga. Ông Arakchi nhấn mạnh các lệnh cấm vận mới của phương Tây sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Ông Arakchi phát biểu, Iran vẫn tiếp tục con đường riêng của mình dựa trên sức mạnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với các bên để giải quyết bất đồng, nhưng đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau không phải trên cơ sở đe dọa và gây sức ép. Hồi đầu tháng 9, Anh, Pháp và Đức đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành vận tải hàng không của Iran vì cho rằng Tehran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu các phái viên Anh, Pháp và Đức tại Iran tới để phản ứng với các lệnh trừng phạt và phát ngôn không mang tính xây dựng của các bên ở châu Âu. Sputnik News đưa tin, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev cho biết, vũ khí mạnh nhất và có sức hủy diệt nhất trong biên chế của sư đoàn tàu ngầm số 25 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang ở mức độ sẵn sàng sử dụng cao. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Đô đốc Moiseyev nhấn mạnh, tất nhiên, đây là mức độ huấn luyện cao nhất. Tôi trực tiếp tham gia quản lý các lực lượng này và thấy cách các tàu giải quyết những nhiệm vụ này. Đô đốc Moiseyev nói thêm, cần lưu ý rằng đây là những con tàu hiện đại với cấp độ công nghệ hoàn toàn khác. Vũ khí có độ tin cậy hoạt động cao nhất và mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí là cực kỳ cao. Tuần trước, tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin cho biết, lần đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, hải quân nước này đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trên biển. Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, các cuộc tập trận này sẽ được tổ chức đồng thời tại vùng biển Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic. Tham gia tập trận có lực lượng hải quân các đơn vị hàng không vận tải quân sự và tầm xa cùng các tàu và máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Ngoài ra còn có đại diện của 15 quốc gia trong tư cách quan sát viên. Cuộc tập trận nêu trên mang tên Ocean 2024 và như phát biểu của ông Putin, mục đích là nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan chỉ huy kiểm soát của Hải quân cũng như lực lượng hàng không vũ trụ và kiểm tra việc sử dụng tích hợp vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm cả các loại vũ khí mới đầy hứa hẹn. Ở một diễn biến khác, theo ấn phẩm Sudoes của Pháp, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của Ukraine là phải có máy bay chiến đấu đa chức năng để tấn công cả mục tiêu trên không và các vật thể dưới mặt đất. Pháp đã quyết định sửa đổi một phần tiêu kích Mirage 2000 5F mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự. Vào đầu tháng 6 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu phiên bản Mirage 2000 5F. Bên cạnh đó, ông Macron cho biết Pháp sẽ tổ chức các khóa đào tạo kéo dài 6 tháng cho các phi công Ukraine để huấn luyện sử dụng các máy bay chiến đấu này. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh rằng việc giúp Ukraine chống lại Nga có nghĩa là thách thức quyền lực của kẻ mạnh nhất. Theo kế hoạch sơ bộ, Không quân Ukraine sẽ nhận được tiêm kích Mirage 2000 5F của Pháp vào cuối năm 2024. Các chuyên gia quân sự nhận định máy bay chiến đấu Mirage rất linh hoạt và có thể được sử dụng để tấn công mặt đất, đánh chặn tên lửa và chống lại máy bay không người lái UAV. Ông Viktor Kepliuk, một sĩ quan quân đội Ukraine đã nghỉ hưu và cũng là một chuyên gia quốc phòng nói rằng Ukraine có thể sử dụng Mirage 2000 năm để phóng tên lửa Storm Shadow hoặc SCAP vào các vị trí của Nga. Ông Peter Layton, nhà phân tích tại Viện Griffin, châu Á, Australia, cũng khuyến cáo Ukraine nên thận trọng khi triển khai máy bay Mirage tấn công gần tiền tuyến vì máy bay này sẽ trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không Nga. Các phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga cho thấy khả năng các máy bay Mirage có lẽ sẽ không bị giới hạn trong không phận Ukraine. Trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến quân trên nhiều mặt trận và Ukraine gặp nhiều bất lợi, lập trường của các nước phương Tây đồng minh với Kiev đang lung lay dữ dội, đặc biệt là khi họ đã đổ quá nhiều vật lực và khí tài quân sự vào Ukraine nhưng không đạt được mục đích. Mới đây nhất, cựu tránh văn phòng Ngoại trưởng Mỹ Lawrence Wilkerson đã đưa ra lời khuyên cho Ukraine về cách để nhanh chóng chấm dứt xung đột. Cụ thể, ông Wilkerson cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên gỡ bỏ thiết quân luật, tổ chức một cuộc bầu cử mới để thành lập chính phủ hợp pháp sau thời gian dài. Đồng thời, Kiev nên nối lại đàm phán với Moscow và giữ vị trí trung lập. Trong khi đó, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Czech. Tướng Andor Sandor cũng cho rằng, ông Zelensky đang quá phi thực tế. Ukraine không đủ sức mạnh quân sự, ngoại giao, kinh tế, lệnh trừng phạt hoặc bất cứ áp lực nào khác đối với Nga để đạt được những mục tiêu mà họ mong mỏi trong cuộc xung đột là tái kiểm soát Crimea. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn luôn khẳng định cánh cửa đàm phán luôn được Moscow để mở. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định đàm phán phải dựa trên cơ sở các thỏa thuận được ghi nhận ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, tờ New York Times từng tiết lộ về một số điều khoản ở thỏa thuận Istanbul như Ukraine phải đồng ý duy trì tình trạng trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Họ cũng được cho là sẽ không tham gia bất kỳ khối quân sự nào và chấm dứt các thỏa thuận không phù hợp với tình trạng trung lập của mình. Kiev cũng phải công nhận Crimea là phần lãnh thổ được Nga điều hành công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập, cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng bị lực lượng của nước này phá hủy trong khu vực từ năm 2014 đến năm 2022. Văn bản này cũng đặt ra giới hạn đối với số lượng thiết bị quân sự hạng nặng của Ukraine. Mặc dù Nga nói rằng, trên thực tế, họ không yêu cầu việc cắt giảm lực lượng vũ trang của Ukraine. Ngoài ra, điều khoản cũng đề cập đến việc các hình thức viện trợ quân sự cho Kiev trong tương lai cần được các bên thống nhất. Cùng với đó là một số đầu mục đảm bảo sự phát triển thịnh vượng, hòa bình trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia và các bên liên quan. Dù vậy thì thỏa thuận này sau cùng đã sụp đổ với lý do mà Nga đưa ra. Các nước phương Tây khuyên Ukraine không nên đồng ý với thỏa thuận này. Dù Ukraine đã nhận được máy bay F-16 do phương Tây viện trợ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, loại chiến đấu cơ này vẫn đang thể hiện tầm ảnh hưởng khá hạn chế, tại xung đột Đông Âu. Nguyên nhân được chỉ ra là vì Kiev thiếu hụt lực lượng phi công có đủ khả năng điều khiển những chiếc tiêm kích thế hệ thứ tư này. Để nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, một trong những nhà thầu quân sự Mỹ, công ty Draken International đã tiến hành thuê các cựu phi công tiêm kích, cũng như kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ mặt đất để tiến hành hoạt động huấn luyện. Công ty Draken International cũng đăng quảng cáo trên trang web của mình nhằm giới thiệu công việc được trả lương cao để tuyển dụng những người có kinh nghiệm nhằm hỗ trợ Ukraine trong công tác đào tạo phi công lái máy bay F-16. Theo tài liệu yêu cầu, ứng viên hướng dẫn bay tiêm kích F-16 cần phải có ít nhất là 2.000 giờ bay. Những người này cũng sẽ phải trải qua bài kiểm tra lý lịch của cơ quan mật vụ Mỹ. Vấn đề đáng chú ý là thông báo chỉ xuất hiện trên trang web của công ty ở Mỹ, không thể tìm thấy trên cổng thông tin của chi nhánh Dragon Europe tại châu Âu. Như vậy họ đang tuyển dụng chỉ công dân Mỹ. Trước tình hình trên báo chí Nga nhận xét sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng, không chỉ giới hạn ở việc cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự như trước kia. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. Được biết đến với tính linh hoạt và khả năng cơ động, F-16 đã trở thành vũ khí chủ lực của nhiều lực lượng không quân Kể từ cuối những năm 1970, ban đầu được thiết kế như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hạng nhẹ, máy bay phản lực này đã phát triển thành một máy bay đa chức năng trong mọi thời tiết. Tính linh hoạt của F16 kết hợp với nhiều nâng cấp trong nhiều năm, bao gồm hệ thống radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, khiến nó trở thành một máy bay chiến đấu mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu chiến đấu trên không hiện đại. Trước tình hình gặp nhiều bất lợi trên tiền tuyến, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đang rất kỳ vọng vào việc những chiếc F-16 do phương Tây viện trợ sẽ giúp Kiev lật ngược thế cờ trong xung đột với Nga. Theo dự kiến, Kiev sẽ cần ít nhất 100 phi công tiêm kích F-16, tương ứng với số lượng máy bay mà các đồng minh NATO của họ cam kết viện trợ trong tương lai gần. Trong những diễn biến mới nhất tại tiền tuyến Ukraine, quân đội Moscow đã tuyên bố vừa phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink của Kiev. Cụ thể, vệ binh quốc gia Nga thông tin, Nga đã phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink được quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực Chernigov. Theo đó, các nhà điều hành UAV đã thực hiện cuộc tấn công có mục tiêu bằng máy bay không người lái sử dụng đạn gây cháy. Sau đòn tấn công trực tiếp, thành trì của Ukraine bốc cháy hoàn toàn và thiêu dụi khu vực trong phạm vi cũng như trạm liên lạc vệ tinh Starlink. Hồi giữa năm nay, Nga cũng đã làm tê liệt hệ thống Internet Starlink của Ukraine trong cuộc tấn công vào Kharkov, phơi bày nhiều điểm yếu của Kiev khi quá phụ thuộc vào hệ thống đường truyền liên lạc của phương Tây. Các cuộc tấn công không chỉ khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tổn thất, mà nó còn cắt đứt công cụ được sử dụng để liên lạc, thu thập thông tin tình báo và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hay UAV của Kiev. Theo các binh sĩ và quan chức Ukraine, một số lần ngừng hoạt động trước đây của Starlink cũng diễn ra ngay trước các cuộc tấn công của Nga. Họ cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại những thời điểm quan trọng trên tiền tuyến đều khiến quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi. Quân đội Kiev vốn đã thử nhiều cách khác nhau để bảo vệ Starlink khỏi các cuộc tấn công, bao gồm đặt các thiết bị đầu cuối vào các hố đào dưới đất và trăng lưới kim loại để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, Infojahis, một công ty chuyên chế tạo các công cụ tác chiến điện tử, và hiện đang hợp tác với quân đội Ukraine cho rằng những giải pháp tình thế như vậy sẽ không hiệu quả. Các chuyên gia cũng luôn cảnh báo rằng Ukraine đã quá phụ thuộc hệ thống Internet Starlink. Dù vậy, Kiev hầu như không có lựa chọn nào khác. Hệ thống Internet vệ tinh Starlink là một dự án từ công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Theo hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ đã phải chi tới 23 triệu đô la Mỹ để SpaceX cung cấp dịch vụ Internet Starlink cho quân đội Ukraine như một phần quan trọng trong các hỗ trợ an ninh mà Washington cung cấp cho Kiev. Các quan chức quân đội Mỹ đánh giá cao vai trò của các thiết bị Starlink tại Ukraine trong xung đột với Nga. Các thiết bị này giữ cho dân thường được kết nối Internet và cung cấp thông tin liên lạc quan trọng cho quân đội Kiev. Theo ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, thì Kiev đã nhận được khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối Starlink vào tháng 5 năm 2022. Vụ nổ máy nhắn tin vừa qua của Hezbollah đang khiến tình hình tại khu vực Trung Đông trở nên vô cùng phức tạp. Dù nhiều nghi vấn được đưa ra hướng về phía Israel, nhưng cho tới hiện tại, phía Tel Aviv vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, diễn biến này lại đang hướng sự chú ý đến một đơn vị chiến tranh mạng tối mật của Israel, có tên là 8200. 8200 là đơn vị tình báo và chiến tranh mạng chuyên biệt của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, và một phần của Cục Tình báo Quân đội Israel, 8.200 tương đương với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ hoặc cơ quan tình báo tín hiệu Anh và là đơn vị quân sự đơn lẻ lớn nhất trong IDF. Tiền thân của 8.200 là các đơn vị tình báo và giải mã được thành lập khi nhà nước Israel ra đời vào năm 1948. Hoạt động của 8.200 vô cùng bí mật, bao gồm từ tình báo tín hiệu đến khai thác dữ liệu và tấn công công nghệ. Một số chiến dịch 8.200 bị cáo buộc tham gia bao gồm Cuộc tấn công bằng virus Stuxnet năm 2005-2010 đã vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt của Iran. Cuộc tấn công mạng năm 2017 vào công ty viễn thông nhà nước Orego của Liban và ngăn chặn tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tấn công một máy bay dân dụng bay từ Australia đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm 2018. Năm 2023, sĩ quan chỉ huy của 8.200 phát biểu tại một hội nghị ở Tel Aviv rằng đơn vị này đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giúp lựa chọn các mục tiêu Hamas. Hiện tại, ngoài việc theo dõi người Palestine ở bờ Tây và giải Gaza, 8.200 còn hoạt động ở nhiều khu vực khác, bao gồm cả các vùng đang diễn ra chiến sự. Trong giai đoạn xảy ra xung đột, đơn vị này đã tích hợp chặt chẽ với sở chỉ huy chiến đấu. Đội ngũ nhân sự 8.200 được tuyển chọn trong nhóm ở độ tuổi cuối thiếu niên và đầu 20 một số được tuyển dụng từ các chương trình trung học cạnh tranh cao và nhiều người trong số họ sau khi rời 8.200 đã tham gia lĩnh vực công nghệ cao và an ninh mạng đang phát triển rất nhanh của Israel. Các cựu thành viên 8.200 cho biết văn hóa của đơn vị giống như của một công ty khởi nghiệp với các nhóm nhỏ phối hợp xử lý các vấn đề. Họ còn được tận hưởng sự tự do đặc biệt nhằm kích thích sáng tạo. Ông Josie Kupewasser, cựu quan chức tình báo quân đội, và hiện là giám đốc nghiên cứu tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Israel, cũng tiết lộ các thành viên của 8.200 là những người giỏi nhất và thông minh nhất trong quân đội Israel, và họ phục vụ trong một đơn vị nằm ở trung tâm năng lực phòng thủ của Israel. Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác dự luật chi tiêu nhằm tài trợ cho chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động khi thời hạn đóng cửa sắp cận kề. Tỷ lệ bỏ phiếu là 220 phiếu phản đối và 202 phiếu ủng hộ trong 220 phiếu phản đối, có 206 phiếu của dân biểu Đảng Dân Chủ và 14 phiếu của dân biểu Đảng Cộng Hòa. Sau khi dự luật trên không được thông qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông sẽ soạn thảo một dự luật chi tiêu tạm thời mới nhằm giữ cho chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau ngày 1 tháng 10. Phe Dân Chủ cho biết lý do phản đối là vì dự luật chi tiêu đi kèm một nội dung không liên quan khi yêu cầu người Mỹ cung cấp bằng chứng về quyền công dân khi họ đăng ký bầu cử và yêu cầu chính quyền các tiểu bang loại bỏ những người không phải là công dân khỏi danh sách đăng ký bầu cử trong khi đó thành viên đảng cộng hòa ủng hộ dự luật chi tiêu nói rằng nội dung về quyền bầu cử là cần thiết để đảm bảo rằng chỉ có công dân mỹ mới được bỏ phiếu theo reuters việc dự luật chi tiêu mới không được thông qua sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm ngăn chặn khả năng chính phủ đóng cửa vào cuối tháng và điều có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn công chức trong bộ máy chính phủ liên bang Vấn đề nhập cư bất hợp pháp là vấn đề trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Ông Trump từng tuyên bố Đảng Dân chủ đang đăng ký những người nhập cư bất hợp pháp cho việc bỏ phiếu. Theo đó, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện khẳng định dự luật của họ là cần thiết để đảm bảo rằng chỉ có công dân Mỹ mới được bỏ phiếu. Dân biểu Đảng Cộng hòa Aaron Bean nói, "Việc trẻ vị thành niên mua rượu là vi phạm pháp luật và chúng ta vẫn yêu cầu xem xét thẻ căn cước của chúng. Chúng ta thực thi luật pháp." Nhiều thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã từ chối xem xét dự luật bỏ phiếu trên của Đảng Cộng hòa, cho rằng nó mang lại nguy cơ tước đi quyền của cử tri hợp pháp trong khi không làm gì để tăng cường an ninh bầu cử. Hãng tin Reuters dẫn một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, trong số hơn 25 triệu phiếu bầu, có 30 trường hợp nghi ngờ do người nhập cư bất hợp pháp bỏ phiếu. Vừa qua, đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg đã kết thúc một loạt cuộc thảo luận được đánh giá là thẳng thắn và mang tính xây dựng tại thủ đô Tehran của Iran nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Yemen. Theo đó, ông Grunberg đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Seyed Abbas Arachi cũng như các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao Iran. Tại cuộc gặp, đặc phái viên Liên Hợp Quốc nêu bật một số vấn đề cấp bách tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là giải pháp bền vững duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định tại Yemen. Ông kêu gọi các nỗ lực thống nhất của khu vực và quốc tế hướng tới một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Yemen. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Araki bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Iran đối với hòa bình và an ninh bền vững ở Yemen, đánh giá cao những nỗ lực của Liên Hợp Quốc vì mục đích này. Liên quan đến vấn đề, ông Grunberg cũng đã nhấn mạnh về cuộc xung đột ở giải Gaza gần đây đang có những tác động gây bất ổn trong toàn khu vực, bao gồm cả tác động tiêu cực đến Yemen. Ông Grunberg cho biết, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã không ngừng tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa sự ổn định khu vực và an ninh hàng hải quốc tế. Hồi tháng trước, chính phủ Yemen cũng đã kêu gọi Liên Hợp Quốc chuyển văn phòng đại diện đến thành phố Aden sau khi phong trào Houthi chiếm giữ văn phòng của tổ chức này tại thủ đô Sana và bắt giữ hàng chục nhân viên của các tổ chức quốc tế. Cách đó ít lâu, phong trào này cũng đã bắt giữ 13 nhân viên Liên Hợp Quốc, một nhân viên đại sứ quán và hơn 50 nhân viên của các tổ chức phi chính phủ. Hồi tháng 11 năm 2021 và tháng 8 năm 2023, hai nhân viên khác của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã bị bắt giữ làm con tin. Xung đột tại Yemen nổ ra vào năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Một năm sau đó, Liên minh quân sự Ả Rập do Ả Rập Xê dẫn đầu đã can thiệp để hỗ trợ chính phủ Yemen. Cuộc xung đột dai dẳng này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng đồng thời gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới. Giao tranh đã giảm đáng kể từ khi Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 năm 2022 đàm phán về lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tổ chức hữu quan khác của nước này về việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Iran. Trong lệnh, Tổng thống Putin cũng cho phép Bộ Ngoại giao Nga tiến hành những sửa đổi không mang tính nguyên tắc trong quá trình đàm phán ký kết, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận ở cấp cao nhất là phù hợp. Đầu tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Nga và Iran đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo truyền thông Nga và Iran, thỏa thuận này sẽ được ký kết khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới trong cuộc gặp với thư ký hội đồng an ninh nga sergei shoigu tại thủ đô tehran iran vừa qua tổng thống pesetskyan nhận định việc tăng cường hợp tác giữa iran và nga sẽ giúp giảm bớt áp lực các lệnh trừng phạt đối với hai nước các chuyên gia của nga cũng cho rằng việc hai bên ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại song phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng thúc đẩy việc xuất khẩu lao động Iran sang Nga. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định các biện pháp trừng phạt mà Mỹ cùng ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức ban bố chống lại Tehran với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng ở Ukraine là các công cụ thất bại. Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran trên thực tế chưa chuyển giao bất cứ tên lửa đạn đạo nào cho Nga. Ông Arachi nhấn mạnh các lệnh cấm vận mới của phương Tây sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Ông Arachi phát biểu, Iran vẫn tiếp tục con đường riêng của mình dựa trên sức mạnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với các bên để giải quyết bất đồng, nhưng đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không phải trên cơ sở đe dọa và gây sức ép. Hồi đầu tháng 9, Anh, Pháp và Đức đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành vận tải hàng không của Iran vì cho rằng Tehran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraina. Ngay sau đó, Bộ ngoại giao Iran đã triệu các phái viên Anh, Pháp và Đức tại Iran tới để phản ứng với các lệnh trừng phạt và phát ngôn không mang tính xây dựng của các bên ở châu Âu. Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 quốc gia đã thông qua nghị quyết về việc Israel hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Theo thông tin đăng tải trên UN News Đại hội đồng thông qua nghị quyết trên với 124 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 43 phiếu trắng. Israel và Mỹ là hai trong số những nước bỏ phiếu phản đối nghị quyết mang tên ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về hậu quả pháp lý từ các chính sách và hoạt động của Israel tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và tính bất hợp pháp của sự hiện diện liên tục của Israel tại đây. Nghị quyết yêu cầu Israel phải ngay lập tức chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của mình tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời chỉ rõ việc thực hiện này phải hoàn tất trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia có những bước đi nhằm tạm dừng việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư do Thái, cũng như việc cung cấp hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và thiết bị liên quan cho Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Văn kiện trên do Palestine soạn thảo là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine chính thức đệ trình tại Liên Hợp Quốc kể từ khi giành được một ghế thành viên tại các cuộc họp của Đại hội đồng và có quyền đề xuất các dự thảo nghị quyết. Việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 thông qua nghị quyết trên là một thắng lợi chính trị của Palestine trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tề tự về trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần tới để tham dự tuần lễ cấp cao Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 26 tháng 9, cùng ngày phát biểu của tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, phản ứng trước nghị quyết trên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, hãng tin Reuters cho hay, Bộ ngoại giao Israel đã ra tuyên bố phản đối. Trong khi đó, New Zealand, một trong những nước bỏ phiếu thuận cho biết, lá phiếu của nước này về cơ bản là tín hiệu cho thấy họ ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế và sự cần thiết phải có giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh xung đột israel palestine đã diễn ra quá lâu và nỗi đau mà nó gây ra cho cả hai bên là vô cùng lớn chúng tôi luôn nói rằng giải pháp hai nhà nước là giải pháp bền vững và công bằng duy nhất cho người israel và người palestine